Anh chị, ngày hôm nay cửa hàng dụng cụ y tế Quỳnh Gia xin giới thiệu với anh chị một mẫu máy hút dịch đến từ thương hiệu Merely, một thương hiệu với model của nó là SS6A. Và sau đây em xin giới thiệu với anh chị về những phụ kiện đi kèm của chiếc máy này. Đi kèm với chiếc máy sẽ gồm có hai sợi dây hút dịch trực tiếp gắn vào trong người. Thì đây sẽ là có một sợi dây nhỏ và một sợi dây lớn. Sợi lớn sẽ là của người lớn và sợi nhỏ sẽ là của trẻ em. Và sợi màu trắng này là sợi của người lớn nè, cái cọng của nó to hơn, và sợi nhỏ này của trẻ em nha anh chị. Thì cái đầu dây hút dịch này nó sẽ có cái van khóa như thế này để nó điều chỉnh là áp lực hút mạnh hay yếu, là nhanh hay là chậm tùy thuộc vào anh chị khóa cái van này nha, hoặc là mình có thể đè giữ cái tay này đây. Một cọng dây silicone để lắp vào trong cái bình chứa và cái cọng dây hút dịch. Thì đầu này mình sẽ gắn vô đây nha anh chị. Một phiếu bảo hành chính hãng đi kèm với máy. Một đầu lắp trực tiếp vào trong máy và bình chứa. Và sẽ có cái này gọi là cái bộ lọc nha anh chị. Cái này để ngăn cho cái dịch đó nó tràn vào trong máy. Và đây là một đầu lọc để xây cua. Và hai cái cầu chì để thay thế khi mà máy nó có bị trục trặc. Một quyển sách hướng dẫn gồm có tiếng Việt và tiếng Anh. Và đây là nhân vật chính của chúng ta. Một bình chứa với dung tích là 1000ml, tương đương với là 1 lít nha anh chị. Và cái bình chứa này ở trên mặt nắp nó sẽ có là chữ in và out. Cái đầu in này là cái đầu mình gắn cái cọng dây hút dịch này lắp vào trong người của mình nha anh chị. Đây, thì cái này anh chị sẽ lắp cái cọng dây silicone này trước. Đầu còn lại của cọng dây silicone này anh chị sẽ lắp vào trong cái cọng dây hút dịch này. Và cái đầu nhỏ này mình sẽ cho vào mũi để hút dịch. Và cái một cái đầu có lọc này thì anh chị sẽ lắp vào trong máy. Đây, nó sẽ có chữ out. Và cái cọng dài này mình sẽ lắp vào trong cái bình chứa. Cọng ngắn mình sẽ liên kết với máy. Và anh chị lưu ý một điều, anh chị cần phải lắp đúng ở cái đầu này nha. Nếu như mà anh chị lắp sai á, thì dịch nó sẽ tràn ngược vào trong máy này, nó sẽ gây hư máy. Và cái đó là sẽ không có nằm trong cái điều kiện bảo hành. Đó, đầu nhỏ mình sẽ lắp vào trong cái máy. Và sợi dài mình sẽ lắp vào cái bình. Về sức hút của chiếc máy này thì trung bình sẽ là 18 lít trên 1 phút nha anh chị. Và áp lực hút sẽ là dao động tầm khoảng là 75 cho đến 100 mmol Pascal nha anh chị. Đây thì em sẽ test thử máy cho anh chị xem nhé. Ở phía trước của máy sẽ có giao diện là đây là cái đồng hồ áp lực cho anh chị biết là cái áp lực hút của chiếc máy này, và nút nguồn mở máy on off, và cái nút xoay này để tăng giảm cái áp lực hút mạnh hay yếu nha anh chị. Thì tối đa là lực hút là 18 lít trên 1 phút, anh chị có thể điều chỉnh là mạnh hay yếu. Và máy sẽ sử dụng nguồn điện là 220V, ghim trực tiếp vào trong cái nguồn điện tại nhà của mình. Và anh chị test máy thì anh chị
đưa cái ống này vô thôi, mình không cần mà phải sử dụng cái hai sợi dây nhỏ này ha anh chị. Và đây em sẽ mở máy test lên cho anh chị. Và khi mà anh chị mở máy á thì nó sẽ có một cái đèn báo hiệu power ở đây này, nó bắt đầu hút rồi nha anh chị. Đây đồng hồ hiển thị cái mức áp suất đây. Hút rất là nhanh nha anh chị. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.